NATO và Mỹ hết cửa vào Bắc Cực khi Nga triển khai vũ khí này. Nga đang chuẩn bị bố trí tổ hợp vũ khí bất khả chiến bại ở Siberia để biến Bắc Cực thành vùng cấm đối với NATO, Mỹ, đồng thời nâng cao khả năng răng đe các đối thủ khác. Thời báo Ivestia của Nga ngày 11 tháng 5 cho biết, bắt đầu từ năm 2021, các phi công của phi thuyền chiến đấu được triển khai ở Siberia sẽ bắt đầu học cách sử dụng tên lửa vượt sư thanh K-47M2 Kinshaw, giao găm. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, các phi công sử dụng máy bay đánh chặn sư thanh MiG-31 của Trung đoàn Hàng 0712, đóng tại Cannes, sẽ tham gia các lớp huấn luyện đặc biệt từ cuối năm 2021. Theo báo cáo, đơn vị này sẽ được trang bị đầy đủ tên lửa mới vào năm 2024. Trung đoàn đóng quân ở Krasnodar Kras, có thể bao phủ Bắc Cực, Viễn Đông và Trung Á. Máy bay đánh chặn MiG-31 có biệt danh là phi thuyền chiến đấu vì tính năng độc đáo hình dạng cung trọng lượng khổng lồ và có khả năng chiến đấu độc nhất vô nhị. Các chuyên gia đánh giá rằng, với sự xuất hiện của giao găm, tình hình tại khu vực này, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa Nga với NATO và Mỹ ở khu vực Bắc Cực sẽ thay đổi. Có thể nói rằng, hành động của Nga sẽ biến khu vực Bắc Cực thành vùng cấm đối với các máy bay của NATO và Mỹ. Khóa huấn luyện tên lửa vượt sư thanh co 47M2 cho lực lượng đóng tại Kansk sẽ bắt đầu vào cuối năm 2021. Mục đích huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sử dụng dao găm trong các hoàn cảnh đặc biệt. Tư lệnh quân khu trung tâm của Nga, Trung tướng Alexander Lapin cho biết, trước đây quân đội Nga đã từng công bố kế hoạch hoàn thành thay đổi hệ thống tên lửa vượt siêu thanh của lực lượng đóng tại Kansk vào năm 2024. Chuyên gia quân sự Nga Vladislav Sukin tin rằng, quân đội Nga sẽ thành lập một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ ở Krasnoyarsk để có thể thực hiện tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga hiện nay trong thời gian ngắn, Nga cần các cụm quân sự với phương hướng chiến lược như vậy. Khu vực triển khai phi thuyền MiG-31 và co 47 m 2 rất hợp lý. Máy bay MiG-31 có thể nhanh chóng cơ động từ Siberia đến các hướng Đông Bắc, Đông Nam và Tây Bắc. Tình hình ở tất cả các hướng chiến lược này không ổn định, đặc biệt là sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Tình hình ở Trung Á nhiều khả năng xuất hiện các biến số mới. Trong khi đó, ở vùng Viễn Đông, Nga vẫn tồn tại những tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết với Nhật Bản. Tại Bắc Cực, tuyến hàng hải phương Bắc đang xuất hiện nhiều tranh chấp với các quốc gia NATO. Tên lửa k 47 m 2 xuất hiện tại Siberia sẽ làm cho các khu vực này yên tĩnh hơn. Được biết, MiG-31 có trọng lượng cất cánh hơn 45 tấn. Máy bay này sở hữu nhiều ưu điểm về tốc độ, tầm bay và trần bay. Đây chính là điều kiện tiên quyết để Nga lựa chọn nó là phương tiện vận chuyển tên lửa vượt siêu thanh hạng nặng. MiG-31 có thể tăng tầm bắn và tốc độ của tên lửa thêm nhiều lần nữa. Sau khi nhận được lệnh, máy bay sẽ tăng lên một tốc độ và độ cao nhất định, rồi phóng tên lửa. Đây là trạng thái chiến đấu cấp 1 của hệ thống giao găm, có khả năng khởi động các cuộc tấn công từ độ cao 12.000 đến 15.000 m trên bầu khí quyển và tên lửa sẽ bay ở trè tầng binh lưu làm giảm đáng kể sức cản không khí. Để tránh sự cố ngoài ý muốn, Nga cũng đã tiến hành nâng cấp MiG-31 với phiên bản MiG 31K. K là viết tắt của Kinko. Phiên bản này rất khác so với máy bay ban đầu. Nó lắp đặt thiết bị trên không mới, tăng thêm nhiên liệu dự trữ và thiết bị liên lạc để nhận thông tin, chỉ dẫn mục tiêu. Do nó khác xa với MiG 31, nên quân đội Nga cần phải tổ chức khóa huấn luyện đặc biệt để sử dụng máy bay này. Kinko là loại tên lửa hành trình không đối đất trang bị cho máy bay chiến đấu, có tầm bắn trên 2.000 km, vận tốc tối đa mất 10.